Đoạn nhạc vừa xong, các bạn có thể thấy tôi đang đem sư thể với pháp danh Thích Va Chạm quay trở lại. Mà để cho Bần Tăng quay xe thì lối chơi là thứ chúng ta cần fix. Tôi cũng đã trích va qua vài lối chơi. Đầu tiên là đường tanh. Sư phụ của bạn sẽ có thể càng quét giao tranh từ A đến K. Nếu các bạn cần đến Z thì cứ thử gặp cơn bão Akira hay là con yêu ma chuẩn đại vương xem. Tốt nhất là phun phép thì sao nhỉ? Phun phép thì thôi, không sốc đam cũng không bền sau khi ăn va đập mạnh. Muốn ngon mà rẻ thì build đồ vừa nạc vừa mỡ sẽ đưa thầy trò của các bạn đi lấy kinh thành công. Kiếp nạn thứ 80, chúng ta bắt gặp nhậu không, quân triều đình, nhân viên Marisa và hai con yêu nghiệt. Mở đầu kiếp nạn, thầy rơi vào bàn tơ động, ăn bướm rồi bị support nó khóa mõm. Cũng may là còn thoát được cái chổi gà của thằng khỉ. Để khác cốt truyện thì Bần Tăng trong tay thầy sẽ được kích hoạt chức năng xin cơm online. Quái thú kẻ sỉ bắt đầu hiện nguyên hình. Cách bào chữa, ta sẽ vờ như vô tội rồi lại không chậm chế. Cuối cùng vẫn là support có lòng, mà có lòng phải có nước chấm. Thầy lại ăn xin online rồi đi ngang qua bụi. Thế nào lại gặp thằng học trò làm phản, thế là thầy lại phải làm tái nó. Ủa trên kèn lộn viên sắp này chi? Có đường mình đi. Sao vậy? Thế sau thì thầy chả làm được gì ngoài cái tài chỉ đạo. Còn nhân viên Marisa thì nồng nhiệt fit cho tên bạn. Tao là bố của chúng mày, chúng mày là con tao, chúng mày đừng bao giờ cố gắng ăn tao. Không được đâu, sói ạ. Mẹ mày không phải ngẫu nhiên, tao làm bố chúng mày. Cái điều đấy không bao giờ tự nhiên xảy ra mà nó phải có cái gọi là sự logic nhất định. Chúng mày hiểu không? Không làm được gì nên con bé quyết định đổ tội cho tôi và rừng. Tất cả trông cậy vào ông. Quân không nhập mát, thế là ông má thằng Adam thì có nghi vậy. Đúng rồi không ạ? Thì xếp mẹ Ari. Cái thằng Adam như vậy mà không chịu vô mà quấn được mà đụ mẹ cứ làm cái gì đi phạm quấn làm cái gì? Từng giây phút định lật kèo để lấy chân kinh thì support bị yêu tinh mama bắt. Kết quả thì chân kinh không lấy được, nồi cám lợn là thành quả. Còn muốn đi lấy kinh nữa ấy, thì phải bán được 1 tỷ gói mè. Đố các bạn biết KDA của Lau là bao nhiêu? Đó chính là 5. Chúc mừng năm mới.